Ngày 23 tháng 6, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo các xã thị trấn trên địa bàn huyện Cờ Đỏ đồng loạt tổ chức đại lễ kỷ niệm 85 năm ngày Đức Quỳnh Giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, 18 tháng 5 năm Giáp Thìn 2024. Tại giáo hòa tự xã Trung An, đến tham dự đại lễ có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, Ban dân vận Thành ủy, Ban tôn giáo, Công an thành phố và Huyện ủy Cờ Đỏ. Với đường hướng vì đạo pháp, vì dân tộc, những năm qua các chức việc và bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo huyện Cờ Đỏ đã thực hiện tốt các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của Phật tử và nhân dân, tích cực gắn bó với cộng đồng và đồng hành cùng các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động nổi bật như chuyển bệnh miễn phí, hỗ trợ cơm cháo nước miễn phí tại các bệnh viện, khu nuôi dưỡng người già neo đơn, giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn, cấp phát thuốc cho bệnh nhân nghèo tại các phòng thuốc chẩn trị y học dân tộc, xây dựng nhà tình nghĩa tình thương và tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Phát biểu tại đại lễ, lãnh đạo các địa phương mong rằng thời gian tới, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, các vị chức việc cùng toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục phát huy tốt sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, luôn lấy việc báo đáp tứ ân làm căn bản tu hành, thực hiện tốt phương châm vì đạo pháp, vì dân tộc, xây dựng cuộc sống mới tốt đời đẹp đạo ở khu dân cư và từng gia đình, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần cùng địa phương thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra.